Bạn lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn tô màu những bức tranh mà mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy theo dõi mình tô màu nha. Đây con này đây. Đến bên là bán luôn bên này để này một cái. Ăn chín rồi. Đi mua nước. Một bọc bỏng luôn. Bên mình thì bỏng ăn thả ra luôn. Không ngoại ta mua. Ta nghèo ông mua có 5.000 mà ông ăn đã no rồi. Mua nước cũng hết ngày lắm. Nhưng mà để khác. Cả tháng trời làm anh mới được người nghỉ. Cả tháng trời làm cho mấy người trong này. Mấy người được người nghỉ. Phải không có sự kiện thì mới có cái vòng quay chín kiểu như là sự kiện có vòng quay chín mấy chục đường thường mấy chục là bao nhiêu nhỉ? 40 hả? Ừ. thằng này nó cho mà cái gì nó là mua cái đứa của nó hơn đứt đầu được, đứt trái đen đã lấy của nó đâu. Nếu muốn nước này tao cho chơi tiếp thì thôi. Nếu muốn nước này tao cho chơi tiếp. Muốn là muốn mua đâu. Mẹ không biết mẹ phải đi suốt rồi. Nhà bà Tám này. Mẹ là người ra phát là bé giật tiền, bé tiền đi. Mà ngồi vào thì nóng. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn tô màu những bức tranh mà mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy theo dõi mình tô màu nha. Về chỗ về nhà mày mua.
nắng nhỉ. Chân te nó cứ khó chịu chứ. Hết rồi còn đầu đá nữa. Không qua lòng mình mang một túi hướng dương với lại một túi đá để cho anh Quyết. Hình như đáng đi nó bục túi. Túi hướng dương bay mất một gọi. Mà anh lại ốm mất rồi. Đi đâu rồi ra tìm. Đây. Ra tìm. Có lúc lấy đi quanh quanh ở đấy không tìm để mang cho anh Quyết, nhưng mà tìm ai chả thấy đâu. Thế là thôi. Vứt luôn. Ừ, đúng rồi. Đi, có túi đá trong tủ lạnh nữa mang nó đi à? Đấy. Có túi đá trong tủ lạnh cũng mang nó đi à? Làm việc có túi đá là trong tủ lạnh đâu. Nhưng mà nó túi đá đi đâu vậy? Túi đá ở trong hộ ngoài đây này. Bao nhiêu túi? 3 túi thì Long cầm một túi lên. Một túi sơ sơ. Có cần giới thiệu không? Đây là nhà anh kia nhé. Đấy, ngõ này. Ngõ đây là cái ngõ nhà anh kia này. Đúng không? Mày đi ra ngoài kìa. Mày đi vòng ra, mày đi thẳng lên đây. Nó có cái ngã ba ở đây này. Đấy. Xong mày ngoài bên này. Đi lên một đoạn mày thấy cái ngã tư. Cái ngã tư bé bé. Ở đây. Xong mày vòng vào đây. Đi vòng vào, đi thẳng tít. Đi cái tít đấy thì xem. Có lại có một cái ngã tư cái ba ở đây. Đấy, nó sẽ đường thẳng ra. Nhà đấy ở đây luôn. Còn đây nhà đây luôn. Hết. Mỗi thế. Ngày đấy. Cái nhà mà bè bè đấy á. Ừ, cái nhà mà quán tám thân đấy. Cái quán gần chỗ chợ bóp đấy. Không, nó có gần chợ nào đâu. Quán ấy mà gần sân kho á. Đây nhá. Mày đi đúng không? Phải thấy cái ngã tư nào đầu tiên ở đây này. Mà thôi mua nước gì. Cái nước 5.000, cái nước 5.000. 2.000 nhiều. Là bây giờ mình đi ra nhá, mày thấy cái nhà biết đấy rồi. Ngõ đầu tiên ở chỗ này có cái cục điện này. Cục điện này. Em mua trên cái quán trên điện à, đang lắm, quán được 5.000 đâu. Cái trên kia quán đâu? À cái quán nghe đây đấy. Cái quán này nhà văn hóa. Nhà văn hóa. Quán nào quán nhà nhà mà miến ấy. Mà miến ấy có đồng ấy. Điên à. Đây giới thiệu mày đi cho bạn đò cho tao rồi. Mày đi cho bạn đò đi. Cậu bạn đò đi theo. Mày cứ hình dung là được. Tiền đi thì mua kiểu dạo. Mấy chục đi. 2 cái nhé, 1 năm.